Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 1, Tập 11. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 103, thư trả lời cư sĩ Hồ Huệ Triệt, thư thứ tư. Thư ngày mùng 6 tháng 3 chưa nhận được. Bà Châu Sạo Trinh nhà họ Mã có thể nói là có thiện căn đời trước,
Đấy là những chuyện có chứng cứ đích xác, cần gì quan phải làm chứng? Nếu không có tướng lành để làm căn cứ chứng nghiệm sự vãng sanh thì xin chứng minh còn được. Nay đã có chuyện thần hồn du ngoạn cõi Tịnh Độ lại được Quán Âm báo kỳ hạn vãng sanh mà vẫn cầu chứng, thì thành ra chi kiến của kẻ chẳng biết pháp môn Tịnh Độ rồi. Xin hãy gửi chuyện này cho Phật Học Thư Cục để họ đăng tải trên tờ Bán Nguyệt San. Tài liệu chánh yếu của họ mang tính chất khác với tờ báo Tân Thân. Tuy nhiên, Hoằng Dương Phật Pháp thì phải chú trọng nơi chân thật chẳng hư vọng. Nếu tùy ý tô vẽ thì lỗi ấy cũng chẳng nhỏ nhoi đâu. Vì sao vậy? Vì sẽ khiến cho người ta do chuyện tô vẽ này mà nói những người vạn sanh xưa nay đều là không thật. Nếu xác thật không ngụy tạo thì đăng tải chẳng trở ngại gì. Nếu không, hãy gạt bỏ những chuyện tô vẽ, chỉ đăng tải những chuyện thuộc về bản chất. Nếu không có căn cứ trọng yếu, hãy nên thủ tiêu đi. Đối với chuyện quy y thì đã sanh về Tây Phương, dự vào địa vị thánh, thân cần tam thánh, còn quy y phàm tăng làm chi nữa? Quan một mực chẳng thích người khác giả vờ, nếu chân thật chẳng dối trá, cố nhiên nên đăng báo. Nếu không, kẻ viết bài văn ấy phạm tội lỗi mà người chết cũng tròn chẳng được hưởng lợi ích gì. Ngày 28 tháng 3 năm Dân Quốc 29 1940. Lá thư số 104, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, thư thứ nhất. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, vô chi, vô thức, bị ép vào thế bất đắc dĩ, đành đem những gì chính mình biết, chính mình làm được thưa với người khác. Nào đáng khen người quá lố như thế. Văn sao thọ Khang Bảo Giám trên núi đã hết, sau mấy bữa nữa sẽ bảo người bạn ở Thượng Hải thay mặt gửi đi. Nói đến chuyện quy y, sao không chọn bậc đạo đức cao siêu mà lại thờ ông tăng già cả, ngu đồn, hủ bại, ngờ nghịch như con rối làm thay? Tuy vậy, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, hoàn toàn cây vào lòng thành của chính mình. Nay do ông đã thờ ông tăng ngây ngô như con rối làm thầy, thì cần biết rằng tuy con rối không có điểm nào hay, nhưng cũng không có điểm nào dở. Bởi nó không có lòng riêng tư, tâm mưu mèo, nên con rối cũng có chỗ để học theo. Những gì chưa thể cùng người khác đánh giá, quyết định được, hãy nhất loạt bỏ đi. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Lương, nghĩa là dùng trí huệ để làm cầu bến trong đường hiểm sanh tử, khiến cho khắp hết thảy mọi người thoát ngay đường hiểm, lên được chỗ an ổn. Hiện nay thế đạo bại hoại đến cùng cực, xét đến căn nguyên đều do gia đình không khéo dạy dỗ. Từ nhỏ chọn chẳng đem đạo lý làm người dạy bảo, huống là những sự lý phước thiện, hòa dâm, nhân quả, báo ứng, vân vân ư? Vì thế những kẻ ấy vừa nghe tà thuyết bèn nương theo, cố nhiên coi chuyện giết cha dâm mẹ là bổn phận chánh đáng. Nếu không tệ hại như thế thì khi có được quyền thế địa vị cũng sẽ mặc tình làm càn, gây tham độc cho thiên hạ. Không có được quyền lực ấy thì kết đảng hoành hành, gây lụy cho địa phương. Nguồn gốc đều là do không được cha mẹ hiền khéo dạy dỗ mà ra. Vì thế nói thiên hạ chẳng yên, thất vua có trách nhiệm. Nhưng có người từ lúc mới sanh chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ, do vậy phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân, mà hiền mẫu phải khởi đầu từ hiền nữ. Vì thế muốn cho thiên hạ thái bình,
ắt phải bắt nguồn từ dạy dỗ con cái, nhưng dạy con gái lại càng khẩn yếu hơn dạy con trai. Vì nữ nhân có thiên chức giúp chồng dạy con. Từ xưa, những bậc thánh hiền được thành thánh hiền đều nhờ có mẹ hiền, huống là những kẻ tầm thường kém cỏi ư? Nếu không có hiền nữ, sẽ không có hiền thê, hiền mẫu. Đã không có hiền thê, hiền mẫu, thì những kẻ được người nữ ấy giúp đỡ, dạy dỗ đều thành kẻ ác hết, đều ngăn trở điều lành. Đây chính là cội nguồn khiến cho nước ta nước không ra nước, dân chẳng thành dân vậy. Ông muốn hoằng pháp hay nên lấy, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm tông chỉ chủ yếu. Lại còn đề xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi, để hết thảy mọi người đều biết được khổ nhân, khổ quả. Lại còn làm cho họ sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, để mong đích thân chứng được nhân vui, quả vui. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sau, ở đây không ghi đầy đủ nữa. Gửi đến một gói Gia Ngôn Lục, sách này giản lược rất hợp cơ nghi. Ngày mùng 1 tháng 6 năm Dân Quốc 17, 1928. Lá thư số 105, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, thư thứ hai. Cổ nhân nói: do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thế đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ luân thường, vứt bỏ hổ thẹn, đúng là muốn cho có người chọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đấy chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ loạn lạc ấy được nảy nở xum xuê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp cầu công danh, chọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý, chánh tâm, vân vân. Vì thế, người đọc sách quá nửa đều là mưu mèo, dối trá. Mãi cho đến gần đây, gió Âu vừa thổi qua, thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy ai mà chẳng buông lung hớn hở. Do vậy, giết cha, dâm mẹ vẫn tự khoe khoang. Những thói xấu ác ấy đều do chẳng dạng đến luân thường, thiên chức của cha con, chồng vợ, vân vân, và chẳng bằng đến nhân quả báo ứng. Cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai nấy chú trọng luân thường, hiếu hữu, vân vân, và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha, dâm mẹ, vân vân, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn ấy. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành. Biết bao người thuộc giới chánh khách, quân sự, giáo dục hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình đều đáp không được, tức là chẳng biết cái nhân gây ra té ngã mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Ông đã nhận lãnh chức vụ ủy viên học vụ, trước hết hãy nên đem ý này nói với hết thảy học sinh và hết thảy mọi người, rồi mới lại dạy họ nương theo ngũ giới thập thiện do Phật dạy và pháp môn tịnh độ để tu trì, thì sẽ dễ cảm hóa, chẳng đến nỗi bị phản đối không chấp nhận.
Nếu không, bọn họ sẽ khó thuận theo, do bọn họ vẫn còn coi trọng lý học và những ngôn luận mù quáng trong thời gần đây. Làm sao có thể khiến cho họ vui lòng thật sự khâm phục cho được? Nhóm Trần Bằng Côn đã muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người. Hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Trước hết làm người lành trong thế gian, rồi lại tu trì theo pháp môn Tịnh Độ, sẽ đáng gọi là Phật tử thật sự. Nếu không chỉ hữu danh vô thật, rốt cuộc có ích gì đâu. Trần Bằng Côn pháp danh là Huệ Siêu, Lưu Thao pháp danh Huệ Tìm, Dương Phụng Nghi pháp danh Huệ Thục, Mậu Bành Thị pháp danh Huệ Trinh. Những sách đã in không còn bao nhiêu, đời sau này in ra sẽ chăm trước gửi cho mấy gói, như Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, vân vân. Ngày mùng 9 tháng 10 năm Dân Quốc 17, 1928. Lá thư số 106, thư trả lời cư sĩ Vạn Lương, thư thứ 3. Thư nhận được đầy đủ, pháp danh của ba người được viết trong một tờ giấy khác. Từ rầy đừng gửi thư đến nữa, mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y, do không có một lực để thù tiếp, gửi đến cũng không trả lời. Bản thảo cuốn Gia Đình Giáo Dục Tùng Thư, ngàn muôn phần xin đừng gửi tới. Nếu gửi tới sẽ đem gửi trả lại ngay, vì quan một lực cực suy. Ngay như để trả lời lá thư này còn phải dùng cả kính lão lẫn kính lúp mới gắng gượng xem thư trả lời. Vị sư thay quan dạo chánh đối chiếu, xét ra vị này chính là lão pháp sư Đức Sâm. Do trong năm trước chánh quyền Giang Tây muốn diệt chùa Thọ Lượng của thầy ấy, tức là hủy phá ngôi chùa cực cổ để mở đường, mở ngôi chợ bán rau nhỏ, nên thầy ấy đã hướng đến những vị tay to mặt lớn trong giới quân đội, chánh trường để cầu cứu. Chánh phủ lại ép buộc phải xây dựng ngay, nếu không sẽ vẫn phế bỏ. Thầy ấy bèn kiệt lực lo liệu, hồng nhà chùa được khôi phục. Năm ngoái, sau khi quân đội đã rút lui, chuyên viên quy hoạch trong khu ấy bèn lên kế hoạch giải quyết dứt điểm, trình công văn lên trung ương, đưa kế hoạch trung thu toàn bộ tài sản nhà chùa. Trung ương ra lệnh trưng thu 8/10. Chùa miếu nằm trong khu vực bị đóng quân đã trống rộng như chùi, tròn không có tài sản tích cóp, lại bị trưng thu 8/10 thì tăng sẽ chết đói hết sạch. Sư Đức Sâm lại cày những vị tay to mặt lớn các giới trình công văn, nhưng tin tức nhất loạt chẳng thông, vì kẻ thừa hành ở trung ương chèn ép không trình lên. Tới năm nay lại cây người có quen biết sâu đậm phân giải với gã viên chức chuyên lo liệu chuyện ấy, thì sự việc trưng thu nhà chùa mới được ngưng dứt. 2-3 năm qua thầy ấy đã vì chuyện ở Giang Tây mà nhọc nhằn tột bậc, nên đã nhóm bệnh. Cũ Hoa Chí theo dự định sẽ được in trong mùa đông năm ngoái, nhưng do chuyện này phải ngưng lại. Chẳng biết năm tới, năm sau nữa có in ra được hay không. Quan đã 77 tuổi sẽ chết trong sớm tối, bất luận chuyện gì đều chẳng dám mó tay vào. Người trong Hoằng Hóa xã cũng không rảnh rỗi, lại thiếu khả năng để duyệt xét, sợ ông không thông cảm nên mới nói đại lược nguyên do. Mong hãy sáng suốt soi xét. Mầu Vân Phong pháp danh là Huệ Tuấn,
Châu Hiệu Sơ pháp danh là Huệ Lãng, Châu Hồng Sanh pháp danh là Huệ Thâm, gửi cho ông Tịnh Đồ Ngũ Kinh, Kỷ Lộ Chỉ Quy, Sức Chung Tăng Lương, mọi thứ một gói. Ngày mùng 4 tháng 9 năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 107, thư trả lời cư sĩ Cố Tông Huống. Pháp môn Tịnh Độ chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Những kẻ ham cao chuộng xa, thường lầm lạc chuyên chú cầu khai ngộ trong nhà thiền, nghĩ rằng duy tâm Tịnh Độ, tự tánh Di Đà, chẳng coi Tây Phương Cực Lạc thế giới là đúng. Thứ ý chỉ ấy tưởng như sâu xa, huyền áo, nhưng thật ra quá nữa đều biến thành thói hiền kém, kể chuyện ăn, điếm của báu, trở nên bắt chước thói ác ấy. Hãy nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối mà niệm, sẽ tự có thể quyết định vạn sanh Tây Phương. Những kẻ chỉ trọng lý tánh, chẳng chú trọng sự tu, chính là phường biến khéo thành vùng, cầu thăng lên đâm ra đọa xuống. Nếu nhiễm phải thói ấy thì liệu sanh tử chắc phải đợi đến năm nào năm nào. Ngày rằm tháng 5 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 108, thư trả lời cư sĩ Hạ Thọ Kỳ. Cha ông tuổi đã cao, hãy nên khuyên cụ lập tức toàn thân buông xuống, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Lúc niệm, trong tâm phải niệm cho rõ ràng, miệng niệm cho rõ ràng, tai nghe cho rõ ràng. Dẫu chẳng mở miệng niệm thầm trong tâm thì vẫn phải từng câu từng chữ nghe cho thật rõ ràng. Vì tâm vừa khởi niệm liền có tướng của tiếng. Tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ, rõ ràng. Nếu thường nghe được rõ ràng thì tâm sẽ quy về một chỗ, tinh thần chẳng rong ruổi bên ngoài. Vì thế mắt cũng chẳng nhìn chi khác, mũi không ngửi gì khác, thân cũng chẳng buông lung, cho nên gọi là nhiếp tròn sáu căn. Niệm Phật như thế gọi là tịnh niệm. Ba câu này sư tử khuyên đậm thêm: do nhiếp tâm nơi Phật hiệu thì tuy chưa thể hoàn toàn không có tạp niệm, nhưng đã giảm nhẹ nhiều lắm. Nếu có thể thường xuyên giữ cho liên tục thì ở mức độ nông cạn thì đắc nhất tâm bất loạn, mức độ sâu là đắc niệm Phật tam muội. Đây chính là ý nghĩa trọng yếu để lúc thường ngày gắn chuyên tâm dốc trí. Hằng ngày thường nghĩ sắp vạn sanh, trong tâm chẳng giữ lại chuyện gì. Có chuyện gì cần giao phó liền giao phó sẵn. Con cháu có điều gì cần hỏi thì hãy hỏi sẵn đi. Đợi đến lúc lâm chung, cả nhà niệm Phật không nên hỏi chuyện gì hết, cũng không có chuyện gì cần phải giao phó. Mọi người đồng thanh niệm Phật. Nếu chính người ấy đã nắm chắc sự vãng sanh, chính mình tự tắm rửa thay quần áo là tốt nhất. Nếu chính người ấy không thể làm được thì vạn phần trở nên lau rửa thay quần áo sẵn cho người ấy, hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân. Hễ có những chuyện phô trương mù quáng kiểu đó, chắc chắn người sắp mất bị phá hoại chánh niệm, chẳng được vạn sanh. Bảo người sắp chết ngoảnh mặt về phương Tây, trước mặt thờ một bức tượng Phật tiếp dẫn, nghĩ đi theo Phật vạn sanh, một mực niệm cho đến khi đã tắt hơi được hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây là thời gian tối thiểu vẫn phải nên niệm nhiều hơn, rồi mới làm những chuyện tắm rửa thay quần áo
khóc lóc, vân vân, thì chẳng đến nỗi làm hỏng đại sự. Khóc lóc cũng chớ nên bỏ, nhưng phải chú trọng nén buồn niệm Phật, chớ nên khóc lóc phô trương bề ngoài. Người già lâm chung nên làm như thế, mà người trẻ tuổi cũng như thế thì chắc chắn được vãng sanh. Thêm nữa, con gái từ nhỏ cần phải dạy cho nó tánh tình nhu hòa, chẳng nổi nóng, tập quen lâu ngày sẽ thành thiên tánh. Lời ích ấy chẳng thể nói tận. Chưa lập gia đình mà nổi nóng thì hoặc là bạc kinh, hoặc bị băng huyết. Có gia đình rồi cũng thế, hoặc bị sảy thai, hoặc khiến cho tánh chất của đứa trẻ trong bụng trở thành bạo ác. Sanh con ra trong khi cho con bú, nếu nổi nóng đùng đùng thì khi cho đứa trẻ bú nó sẽ chết ngay. Chẳng nổi nóng quá mức thì nửa ngày hoặc một ngày sau nó mới chết, không đứa nào chẳng chết. Nổi nóng nhẹ nhẹ thì tuy nó không chết nhưng cũng sẽ sanh bệnh, không đứa nào không bị bệnh. Nếu nổi nóng liên tiếp 1, 2, 3 ngày thì đứa trẻ bị trúng độc ngày càng nhiều hơn, cũng khó thể nào không chết. Điều này danh y, thần y nước ta xưa nay đều chưa hề nói đến. Hãy đem nghĩa này đối với hết thảy nam nữ, sẽ cứu được mạng trẻ khi chưa sanh ra. Nữ nhân tánh tình nhu hòa thì gia đạo cũng yên vui, hòa thuận. Con cái do họ sanh ra tánh tình cũng đều từ thiện, nhu hòa. Tôi thường nói dạy con là căn bản để thiên hạ thái bình, nhưng dạy con gái lại càng thật quan trọng. Do con người sanh ra bẩm thụ tánh khí của mẹ, nhìn theo oai nghi của mẹ nhiều hơn cha rất lớn. Có hiền nữ thì mới có hiền thê, chồng của hiền thê ắt là hiền nhân, con của hiền mẫu ắt là hiền sĩ. Bà Thái Nhậm dạy con từ trong thai, nên Văn Vương sanh ra liền có thánh đức, ấy là dạy dỗ từ thổ còn chưa sanh ra. Quan đã 80 rồi, buổi sáng không bảo đảm được buổi tối. Tất cả thư từ giao cho thầy thư ký của thường trụ lo dùm, quan chẳng hội đến. Do ông ở tại phương xa nên thầy ấy mới đặc biệt chú ý đưa cho quan đọc để trả lời. Phương pháp tu trì đã có trong các sách Tịnh Độ và Văn Sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Mong ông cũng đem những điều đã nói trong thư này bảo với giả công, tông huống. Ngày rằm tháng 5 năm Dân Quốc 28, 1939. Chớ nên thường gửi thư đến, thường gửi thư đến thì quan chẳng thể phúc đáp. Tăng nhân hiện thời đa phần theo thói tục mới 40, 50 đã cử hành chúc thọ. Có người đem chuyện ấy nói với quan, quan nói: tôi thà bị phạt chặt đầu, chẳng muốn nghe đến chuyện chúc thọ. Có ai muốn chúc thọ cho quan, tức là đã lôi quan vào phường hạ đu hèn kém nhất. Lá thư số 109, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, thư thứ nhất. Quan già rồi lại bị chuyện tu chỉnh, dạo chánh, nga mi, cụ hoa sương chí, thúc bách chẳng thể chần chừ được. Do các nơi gửi thư từ đến quá phiền phức, nên hơn cả năm mà chưa thể làm xong được. Nay thì sau tháng 11 đã tận lực cự tuyệt hết thảy thư từ. Từ rầy đừng gửi thư đến nữa, gửi đến quyết không trả lời. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Tịnh, nghĩa là lấy pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật làm gốc, tự hành dạy người. Lại gửi cho ông Văn Sao, Gia Ngôn Lục
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Phật Học Cứu Kiếp Biên gộp chung thành một gói, mong hãy đọc kỹ. Từ rầy về sau, ngàn vạn phần đừng gửi thư đến, cũng đừng bảo người khác gửi thư đến. Lần này tôi đã phá lệ, quyết chẳng phá lệ lần thứ hai, lần thứ ba đâu nhé. Ngày mùng 3 tháng Chạp năm Dân Quốc 21, 1932. Lá thư số 110, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, thư thứ hai. Sao lại thổ tâm như thế? Gửi thư đến chỉ ghi tịnh không ghi huyện, làm sao gửi được? Lại chẳng viết tục danh, chỉ dùng pháp danh. Đã dùng pháp danh lâu ngày thì còn được, chứ mới dùng thì ai mà biết được. Đây cũng là lỗi thiếu thông hiệu nhân tình thế thái. Một đệ tử ở Quý Châu gửi thư tới, nhờ gửi sang nhà người em trai ông ta ở Nam Kinh. Gửi đi bằng thư bảo đảm, người canh cửa không biết đến pháp danh của ông ta, bảo ở đấy không có người đó, bèn đem thư gửi trả lại. Không lâu sau, người ấy đích thân đến đất Tô, mới biết ông ta chẳng hiểu chuyện đời. Pháp danh của Lịnh Nhạc Mẫu và Lịnh Tử được ghi trong tờ giấy khác. Đức hạnh đẹp đẽ của Lịnh Nhạc Mẫu thật đáng khâm phục, vì thế có pháp danh là Đức Ý. Lịnh Tử đã có thiện căn từ đời trước nên đặt pháp danh là Phước Duệ. Duệ chính là trí huệ, có phước có huệ thì sẽ có thể tự lời lời người. Niệm Quán Âm thì không chỉ khuyên bảo tình hữu niệm, mà hãy nên tuyên cáo trong thôn mình ở và những thôn lân cận. Bất luận già trẻ trai gái đều nên ăn chay, niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi người ai nấy ở trong nhà mình, vừa làm việc vừa niệm, thường niệm trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, chắc chắn chẳng bị ôn dịch. Năm trước các xứ bị dịch tả thật dữ dội. Tại vùng phụ cận của Trấn Tự Tiền thuộc huyện Trừng Thành, tỉnh Thiểm Tây, cả mấy trăm người chết. Trong thôn của một đệ tử có 50-60 nhà, ông ta dạy mọi người đều niệm Quán Âm, nên chỉ có 2 kẻ xấu bị chết, những người khác đều bình an. Cư sĩ Hà Hồng Cát ở huyện Cam Cốc, tỉnh Cam Túc đề xướng niệm Phật. Phàm những chỗ niệm Phật, tật dịch chẳng xâm nhập bờ cõi. Ông khuyên tịnh hữu niệm là biện pháp nhỏ, vậy già trẻ trai gái trong cả thôn đều niệm mới là biện pháp lớn. Tốt nhất là ăn chay trường, nếu chẳng thể thì cũng nên bớt ăn mặn. Dẫu chưa thể ăn chay cũng phải niệm. Đang trong lúc hung hiểm này, chỉ có niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát là được cứu vớt che chở. Những kẻ sợ chết muốn được yên vui sẽ chẳng đến nỗi, vẫn chẳng nghĩ làm như vậy là đúng mà coi thường. Tụ tập đạo hữu để niệm thì nên chia thành 3 ban. Một ban đi nhiễu niệm ra tiếng, 2 ban tịnh tọa niệm thầm. Như thế sẽ thành ra niệm suốt ngày, nhưng chẳng đến nỗi quá mệt. Nếu cùng nhau niệm ra tiếng hết thì một lúc sau, do quá mệt chắc sẽ đến nỗi đổ bình. Do chẳng khéo lập cách, đâm ra làm cho kẻ vô chi bảo Phật pháp chẳng linh, oan uổng tạo khổ nghiệp, chẳng thể không biết điều này. Ngày mùng 4 tháng Giêng năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 111, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tịnh, thư thứ ba. Pháp danh của Định Lang Phạm Tổ Húy, xin hãy tùy ý thay đổi. Nay đặt là Chí Duệ, sẽ chẳng đến nỗi phạm nữa,
Nếu vẫn phạm thì xin hãy tự đổi, không cần phải yêu cầu quan đổi. Phong tục làng quê miền Nam, miền Bắc khác nhau. Phương Nam cũng có vùng kỳ tên húy rất nghiêm, cũng có vùng đặt tên cho con lại dùng chữ chánh yếu trong tên cha. Như cha tên Bằng, con tên là Tiểu Bằng. Cha tên Khiêm, con tên Tục Khiêm. Đối với pháp danh, có khi chuyên dùng một chữ, nên ông, cháu, cha, con đều cùng một chữ. Quan chẳng đặt pháp danh theo dòng phái, dùng chữ tùy ý. Hễ có nhiều người quy y mà không ai thứ bày điều gì thì dùng cùng một chữ. Hễ có ai thứ bày thì mỗi người dùng một chữ, để khỏi phạm lỗi trái với thế tục. Tăng tử có tên tự là Tử Dư, Mạnh tử cũng có tên tự là Tử Dư. Tử Tư theo học với Tăng tử, Mạnh tử chính là môn nhân của Tử Tư. Do đây có thể thấy được cổ nhân khoan dung mà người hiện thời lại nghiêm ngặt. Đại sự phải nương theo lý, tiểu sự phải thuần theo thói tục. Đấy chính là chuẩn mực để giữ thân cư xử trong cõi đời vậy. Ngày rằm tháng giêng năm Dương Quốc 24, 1935. Lá thư số 112, thư trả lời cư sĩ Mục Tông Tình, thư thứ tư. Pháp danh của Dương Mẫu được viết trong một tờ giấy khác, ảnh chụp của quan chẳng tiện gửi đi. Do chiến sự, bưu điện không chịu nhận bưu kiện, nay gửi khuyến niệm Quán Âm văn, mong hãy dùng bài văn ấy để khuyên rộng rãi. Tôi vốn cho in bài này 50 vạn bản, nhưng do chiến tranh nên phải đình lại. Sau này có lẽ sẽ in ra, bưu cục chịu nhận thì sẽ gửi tới. Cũng không thể nói chắc chắn vì thời cuộc vậy. Thầy Đức Sâm bệnh tình đã khó được 8 phần, từ rầy ông chớ nên lôi thôi. Gửi thư tới lui mà chẳng nói lên được điều gì. Hơn nữa chưa từng gặp gỡ, gửi thư đến thì người nhận phải trả lời. Đừng nói là người bệnh, ngay cả người 10 phần khỏe mạnh hàng ngày cũng chẳng rảnh rỗi để đáp ứng được. Từ năm Dân Quốc thứ 7, thứ 8, 1918-1919 đến nay, quan ở chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà, chọn chẳng làm chuyện gì khác. Nhận được thư bèn trả lời, đến nỗi hàng ngày chỉ lo trả lời thư. Những vị pháp sư giảng kinh muôn phần chẳng thể, hễ nhận được đến liền trả lời ngay được. Do không có sức lực tinh thần để thù tiếp như vậy đâu. Chiến sự dữ dội, hãy lấy chuyện trì chú Đại Bi và niệm Quán Âm làm điều chánh yếu. Không có chuyện gì quan trọng đừng gửi thư tới. Chiến sự chưa ngưng dứt thì vĩnh viễn đừng gửi thư tới. Bởi lẽ trì tụng còn không kịp, rảnh rỗi đâu mà phúc đáp. Ngày 19 tháng 8 năm Dân Quốc 26, 1937. Tu tịnh nghiệp và học giáo khác nhau, một đằng chú trọng khai giải, một đằng chú trọng thực hành. Dẫu có chỗ chẳng biết bèn bỏ mặt đó, xem lại đôi ba lượt phần nhiều sẽ có chỗ trước sau thấu hiểu ý nghĩa. Dẫu chưa hiểu trọn vẹn cũng thấu hiểu được phần nào ý nghĩa kinh văn, sẽ có thể hiểu được ý. Nếu hệ có nghi bèn đi hỏi, mà người bị hỏi là kẻ chọn chẳng có một việc gì thì cũng không sao. Chứ đối với người bận rộn suốt ngày, hoặc người đang gặp đủ chuyện phiền phức, nỡ nào bắt người ta phải nhọc nhằn thêm. Quan già rồi chẳng thể đáp ứng những câu hỏi. Ngay như thầy Đức Sâm vì chuyện chùa Thọ Lượng ở Giang Tây, và chuyên viên quy hoạch tỉnh ấy lập kế hoạch
chừng thu tài sản nhà chùa mà bận biểu thành bệnh, cùng chớ nên gây thêm mệt nhọc cho thầy ấy. Lá thư số 113, thư trả lời cư sĩ Một Tông Tình, thư thứ 5. Hơn 30 pháp danh được viết trong một tờ giấy khác. Chương trình của Lệ Trạch Liên Xạ rất hay. Mắt quan giống như lòa từ khi mới sanh, phải dùng cả kính lão lần kính lúp mới miễn cưỡng xem được. Vì thế dùng chữ phần nhiều không đúng pháp. Từ rầy trở đi xin đừng gửi thư đến nữa, gửi tới nhất quyết không trả lời. Có ai muốn quy y hãy bảo họ quy y với vị tăng ở nơi ấy, hoặc quy y với pháp sư Đức Sâm. Nếu chẳng thông cảm, tức là muốn cho quan vĩnh viễn chẳng thấy được ánh mặt trời trong khoảng thời gian tạm bợ. Buổi sáng không bảo đảm được buổi tối này. Chắc quý vị cũng chẳng đến nỗi không thấu hiểu tình người như thế đâu. Ngày 12 tháng 11 năm Dân Quốc 28, 1939. Mắt quan suy yếu như thế là do túc nghiệp cảm thành trong liên xã, trở nên cầu nguyện cho quan, mà cũng đừng bắt chước người đời vô chi chúc thọ gây bại hoại cho Phật môn. Suốt đời quan nghe thấy chuyện tăng được chúc thọ mà thẹn dùm. Các ông hãy tự mình tu trì, đừng đội tên quan vào thói tục vô đạo lý ấy, để những người có chi kiến chê cười sát rạc vậy. Lá thư số 114, thư trả lời cư sĩ Một Tông Tình, thư thứ 6. Pháp danh gửi lầm là ở chỗ gần, chừng mấy bữa nữa sẽ gửi đến. Đã viết tờ khác ghi những tên được thêm vào hôm nay để gửi đi, chắc sẽ không sai nữa. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Từ rầy đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu người khác đến quy y. Do buổi sáng không bảo đảm được buổi tối, nếu chết thì cũng chỉ vì nhọc nhằn. Nếu không chết thì cũng không thể duy trì lâu dài chuyện bị sai khiến này, mà nên lo ăn hưởng tuổi già, chứ không nên già rồi mà vẫn phải vất vả. Từ năm Dân Quốc thứ 7 1918 đến nay, quan hàng ngày bận biểu vì người khác, nay có muốn vì người khác bận biểu thì một lực đã không thể sử dụng được nữa rồi. Đối với các vị có cùng chí hướng, đều nên đem lời này nói với họ, để đôi bên khỏi uổng phí tâm tư mà hoàn toàn chẳng có lợi ích gì. Ngày 21 tháng Chạp năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 115, thư trả lời cư sĩ Cao Huệ Ấm. Đã nhận được đầy đủ thư của ông và thư của Gia Hâm với Tổ Phương. Người muốn học Phật ác phải giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì mới là người thật sự học Phật. Nếu luân thường khiếm khuyết hoặc chỉ cầu phước báo trời người thì điều chẳng phù hợp với Phật Pháp. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ. Nay đặt pháp danh cho hai người ấy viết riêng trong một tờ giấy khác, còn khai thị tường tận thì không thể viết đầy đủ được. Nay gửi cho hai người ấy Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thập Yếu, Ấn Quang Văn Sao, Gia Ngôn Lục, mỗi người một bộ, xếp thành một gối, tổng cộng là hai gối, để làm khai thị. Từ rầy về sau đừng gửi thư đến hay giới thiệu người khác quy y, vì không có sức để thù tiếp.
Nếu thịnh kinh sách từ Hoằng Hóa xã, cũng chớ thuận tiện gửi thư cho quan. Ngày mùng 6 tháng 11 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 116, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn, thư thứ nhất. Liễu sanh thoát tử là chuyện lớn nhất trong đời người. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Pháp này trên đến Đặng Giác Bồ Tát, dưới đến tội nhân nghịch ác đều nên tu tập. Điều có thể cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương trong đời này. Công đức lực dụng của pháp này khác hẳn với hết thảy pháp Đại Tiểu Thừa đã được nói trong cả một đời Đức Phật. Vì sao vậy? Do hết thảy các pháp Đại Tiểu Thừa đều phải cậy vào sức giới định huệ của chính mình để liệu sanh tử. Đừng nói là phàm phu đầy giấy triền phược chẳng thể liễu, ngay như bậc thánh nhân đã chứng sơ nhị tam quả vẫn chẳng thể liễu được, tứ quả a la hán mới liễu được. Đây là ước theo phía Tiểu Thừa mà nói. Nếu nói theo phía Viên giáo, sớ ngộ thuộc địa vị ngũ phẩm đã bằng với Phật, nhưng vẫn chưa đoạn được kiến hoặc. Sau khi đã viên mãn các tâm thuộc ngũ phẩm rồi, đoạn được kiến hoặc liền chứng địa vị sơ tính. Bồ Tát thuộc địa vị này, nếu xét trên phương diện đoạn hoặc thì giống như sơ quả trong Tiểu Thừa, nhưng công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực vượt trội sơ quả ngàn vạn ức ức lần. Cho đến khi viên mãn tâm lục tính rồi, đoạn sạch tư hoặc mới chứng thất tính, Bồ Tát thuộc địa vị này mới liệu sanh tử. Liệu sanh thoát tử nào phải là chuyên dễ. Do vậy biết rằng cậy vào tư lực để liệu sanh tử khó lắm, khó như lên trời. Bồ Tát thuộc địa vị lục tính còn chưa thể liệu, huống là phàm phu đầy giấy hoặc nghiệp ư? Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào đại từ bi nguyện lực của A Di Đà Phật, bất luận già trẻ, trai gái, sang hiền, trí ngu, tài gia xuất gia, hề có ai chịu sanh lòng tin chân thật, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm thánh hiệu Phật, thì trong đời này không một ai chẳng được vạn sanh khi lâm chung. Trong cõi đời người niệm Phật thì đông, nhưng ít kẻ vạn sanh là vì: một, chẳng tuân lời Phật dạy, miệng nói vạn sanh, tâm luyến trần cảnh. Hai, chẳng dạy quyến thuộc niệm Phật và chẳng nói sẵn lợi ích của việc chờ niệm và những họa hại do phô trương bày vẽ mù quáng, tắm rửa, thay quần áo sẵn, hỏi chuyện, khóc lóc, vân vân. Đến khi lâm chung, quyến thuộc chẳng những không trợ niệm mà trái lại còn phá hoại chánh niệm. Thất bại lúc sắp thành công, truyền ma chay vẫn tuân theo sự thấy biết của thế tục, khiến cho người chết bị chìm đắm trong biển khổ sanh tử, chẳng đáng buồn ư? Ông Ngô Đình Kiệt vạn sanh được đắc lực là nhờ cả nhà trợ niệm. Cả nhà có thể chờ niệm là do huệ chung đã quen nghe ông nói đến lợi ích do chờ niệm và họa hại do bày vẽ mù quáng mà ra, khiến cho ông Đình Kiệt được an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Mất rồi mặt vẫn tươi nhuận, tay chân duỗi thẳng, người cả một vùng thấy điều kinh dị. Độ biết Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tâm lực chẳng thể nghĩ bàn. Do không có Phật lực, pháp lực gia trì nên chỉ có thể tạo nghiệp, chẳng thể thọ dụng được.
uổng sẵn có Phật tánh mà chọn chẳng được lợi ích. Một mai nghe thiền chi thức chỉ dạy, quy mạng gieo lòng thành, được cảm ứng đạo giao với lời thề từ bi của Đức Phật, cậy vào Phật từ lực vạn sanh Tây Phương. Nhìn lại sáu đường, qua lại như bánh xe, hết lên cao lại xoay xuống thấp, khôn ngăn thương xót. May được con cháu đều sẵn túc căn, cả nhà quy y cùng tu tịnh nghiệp. Một ấp Độc Sơn vượt trội các ấp, đều khi sống sẽ chứng nhập chỗ sâu thẳm của thánh hiền. Lúc thác lên bờ cội Như Lai, mới chẳng thẹn là có người sánh cùng trời đất, xưng thành ba ngôi. Đích thân là đệ tử Phật Di Đà, là bạn tốt trong hải hội. Lá thư số 117, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn, thư thứ hai. Chúng ta từ vô thủy đến nay, ai nấy đều có tốt nghiệp, đều có tốt thiện. Kẻ khéo dụng tâm, dầu ác nghiệp phát hiện, vẫn có thể tăng trưởng thiện căn. Kẻ chẳng khéo dụng tâm, dẫu thiện căn phát hiện, vẫn tăng trưởng ác nghiệp. Ông bị đau chân, kiết lỵ, đau mắt là do tốt nghiệp. Do niệm Phật mà chuyển báo nặng đời sau thành báo nhẹ trong đời này. Con người chuyện gì cũng chỉ nên thuận theo thiên lý nhân tình mà làm, thì đời này tuy không được hưởng lợi ích lớn lao, nhưng sẽ ngấm ngầm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ mà chẳng hay chẳng biết. Hãy nên càng thêm nỗ lực để làm bằng khoáng hồng được vạn sanh. Lá thư số 118, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn, thư thứ ba. Thư nhận được đầy đủ. Mùng 10 tháng 10 năm trước, quan tị nạn sang Linh Nham Sơn Tự, cách Tô Châu hương 20 dặm. Nay đã 79 tuổi rồi, sẽ chết trong sớm tối, một lực suy đến tột cùng. Phải nhờ vào kính lão lận kính lúc mới thấy lờ mờ, để xem thư gửi tới và viết thư trả lời. Sau này đừng gửi thư đến nữa, cứ coi quan như đã mất rồi, hoặc mắt chẳng xem được nữa. Có ai phát tâm, hãy báo họ quy y với vị tăng nơi ấy, cho đôi bên khỏi nhọc chí, mà điều chẳng ích lợi gì. Phàm những ai quy y đều phải chuyên chú, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, kiên giết, ăn chay, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngõ hầu chẳng phụ cái danh quy y Tam Bảo. Nếu không, chính là dùng thân để bán pháp, là tội nhân trong cả Phật giáo lẫn Nho giáo, chẳng phải là đệ tử Phật. Chuyện Hoằng Hóa xã quan chẳng hội đến. Hiện thời khốn khó gian nan, không có sức để tặng sách, mà đường xá lại tắc nghẽn, bu phí đắt đỏ, không có biện pháp nào hết. Bu phí cho mỗi bưu kiện là một cắc 5 xu, chuyển một lần xe hơi bu điện tính thêm 4 cắc nữa, 2, 3, 4, 5 lần chuyển sẽ tốn hơn 2 đồng. Nhưng binh lính giặc cướp đầy dẫy, chẳng biết có chuyển được đến nơi hay không. Phàm những người thỉnh kinh đều phải gửi tiền đến trước, rồi theo kỳ hạn giao sách. Nhưng giao cho bưu cục, họ chỉ ghi vào sổ thôi, tới nơi hay không họ chẳng chịu trách nhiệm. Nếu thịnh kinh sách hay gửi thẳng đến chùa Báo Quốc ở Tô Châu, quan chẳng thể chuyển dùm. Giá giấy và công thợ ngày một đắt dần lên. Người học Phật nên cực lực quý trọng kinh sách, nếu không khó thể mua hay thỉnh được. Gửi kèm cho ông một tờ, một bức thư trả lời khắp để làm khai thị. Một tờ kinh nghiệm dược phương
để làm phương tiện. Ngày rằm tháng ba, hãy nên đối với những người quy y đừng gửi thư tới, mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y, do không có một lực để thù tiếp. Lá thư số 119, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Phương ở Độc Sơn, thư thứ tư. Hai lá thư nhận được trước sau ba ngày. Quý châu đường xa, người quy y nên chọn vị nào chân thật tu trì? Nếu là hàng lơ lửng, ơ hờ và chẳng hiếu, chẳng hiền, đều trở nên giới thiệu quy y với quan. Đối với chuyện hương kính có hay không đều được. Nếu gửi bằng bưu phiếu, chỉ nên lấy một cắc làm hàng, năm cắc lần này quả thật là vô dụng. Nếu gửi kinh sách ra ngoại quốc thì một gói phải tốn 2 đồng mới gửi được, nhưng đấy cũng là chuyện rất nhỏ. Vì nếu gửi nhiều, có thể gửi kèm trong rương đựng hàng hóa, chứ còn thỉnh thoảng gửi một gói thì chỉ có thể gửi riêng lẻ. Nói đến Pháp Sư Đức Sâm thì quan chẳng dám phiền, do thầy ấy thường hay bệnh, lại quá bận việc. Nếu bày ra chuyện này, ác thầy ấy sẽ nhọc nhằn thành bệnh. Quan nào dám để thầy ấy gánh lấy chuyện khổ này? So ra thể chất thầy ấy còn yếu hơn quan nữa, vì thế chẳng muốn gây phiền cho thầy ấy. Phàm ai quy y đều phải chú trọng kiên giết, ăn chay, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, hồng làm gương mẫu cho người chẳng tin tưởng Phật Pháp, khiến cho hết thảy những kẻ không tin sẽ tăng trưởng tính tâm, thì lợi ích ấy rộng lớn lắm. Mong hãy sáng suốt soi xét. Một lá thư trả lời khắp là khai thị châu đáo nhất. Hãy nên nói với mọi người thì sẽ chẳng uổng đời này và dịp gặp gỡ này vậy. Ngày mùng 7 tháng 8 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 120, thư trả lời cư sĩ La Tịnh Ngô, thư thứ nhất. Các hạ đã biết pháp môn Tịnh Độ, chỉ nên nhất trí tu trì, cần gì phải quy y? Quan với các hạ làm liên hữu là được rồi. Cần biết người học Phật nguyện khắp mọi người đều biết Phật Pháp. Dẫu là người oán thù hết sức sâu nặng với mình, cũng nguyện cho người ấy mau thoát sanh tử. Đối với chuyện quy y thì chẳng dám tùy tiện. Kẻ nào dùng tâm khinh mạng đến cầu quy y Tam Bảo mà chấp nhận thì chính là tự khinh Phật Pháp, mà cũng chẳng thể làm cho kẻ ấy gieo thiện căn sâu xa được. Ở đây do tuân theo nghĩa lý trụ trì Pháp Đạo nên khác với trường hợp trên. Vì kẻ quy y bằng cái tâm khinh mạng ấy sẽ không cách nào sanh lòng thành kính cho được. Trong thế gian, học một tài, một nghề, nghề tầm thường nhất là cạo đầu, chữa chân, khi bái sư còn phải 3 lần lạy, 9 lần khấu đầu, huống là quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, để mong liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, mà chọn chẳng chịu dùng một câu tự nhúng mình. Nói suông một câu nhúng mình còn không chịu nói, chỉ dùng 2 chữ kính trình cho xong chuyện. Quan tuy tầm thường, ngu độn, nào dám tự khinh? Vì thế xin các hạ hãy chỉ dốc sức tu trì, không cần phải quy y nữa. Ngày mùng 6 tháng Giêng. Trân trọng cung kính Pháp Bảo. Hết tập 11. Kệ tu trì, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc,
dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh. Núi khe điệu khách, từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được. Gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành.